Ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng trong ngày 21 tháng 10, tại quầy bán vé của các nhà xe ở bến xe miền Đông mới, địa chỉ 501 Hoàng Hữu Nam, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, chỉ lừa thưa một vài khách mua vé. Nhân viên bán vé một hãng xe tại đây cho hay, hầu hết khách đặt mua vé qua mạng, qua điện thoại trước để xe trung chuyển đón trong nội đô nên ít người ra bến mua vé. Dù vậy, phía ngoài bãi đậu xe, lượng khách lên xe cũng không nhiều. Tại đây, liên tục có xe buýt đưa khách xuống bến xe nhưng cũng vắng khách. Trước đó, ngày 11 tháng 10, bến xe miền Đông mới tiếp nhận 79 tuyến xe khách đang hoạt động tại bến xe miền Đông cũ, đi 15 tỉnh thành, gồm Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau. Đây là đợt tiếp nhận thứ hai và như vậy đã di dời phần lớn các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh từ bến xe miền Đông cũ ra bến xe miền Đông mới, trừ một số ít tuyến đi qua quốc lộ 13, đường Hồ Chí Minh. Theo Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên Samco, chủ đầu tư bến xe miền Đông mới, 79 tuyến xe khách có số lượng phương tiện di dời khoảng 1.600 xe. Tuy nhiên, đại diện của bến xe miền Đông mới cho biết, hiện nay trung bình mỗi ngày tại bến xe miền Đông mới chỉ có 206 chuyến xe một ngày đến bến với khoảng 2.600 hành khách. Trong khi nếu đúng với kế hoạch, với 1.600 xe hoạt động sẽ phải có hơn 500 chuyến xe hoạt động một ngày. Như vậy, đã có gần 300 chuyến xe mất tích bí ẩn. Những xe không còn hoạt động trong bến chủ yếu chạy các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Định. Theo một doanh nghiệp vận tải ở tỉnh Bình Thuận, từ khi có quyết định di dời ra bến xe miền Đông mới, lượng hành khách đi xe giảm rất nhiều. Đơn vị phải tăng cường xe trung chuyển, thuê thêm văn phòng trong trung tâm để đón hành khách ra bến xe miền Đông mới. Doanh nghiệp đã khảo sát ý kiến nhiều hành khách, đều cho rằng thời gian di chuyển đến bến xe miền Đông mới tốn rất nhiều và ít tuyến xe buýt đến bến xe miền Đông mới hơn nên ngại đi. Từ đó, nhiều hành khách lựa chọn phương tiện khác hoặc chọn các xe dù hoạt động trong trung tâm thành phố.